Ok, bây giờ chúng ta sẽ bước sang bài toán số 2. Thì bài số 1 của chúng ta là đã không có ma sát rồi. Thì bài số 2 anh sẽ đưa đến một bài nó có tính tới ma sát. Thì sẽ cái bài toán quen thuộc như sau. Cũng là cái từ. Và có một cái thanh nó được đặt nằm đặt giữa nằm ngang. Ra giữ vào một cọng dây nữa. Câu hỏi đặt ra ở đây đó là nếu như muốn giữ cái thanh nằm ngang này sao cho nó hợp với dây một góc là theta, được không? Thì hệ số ma sát giữa ma sát nghỉ đó giữa thanh và tường là sẽ là bao nhiêu? Câu hỏi đây nhắc lại nhé, đó là muốn giữ thanh ở góc theta, muốn giữ góc theta đây này, được không? Thì hệ số ma sát sẽ là bao nhiêu? Câu hỏi chỉ còn nhiêu thôi, không có yêu cầu chúng ta phải tính lực gì cả nhé. Biết rằng thanh này đồng thanh đồng chất nhé. Rồi, như vậy câu việc đầu tiên của chúng ta vẫn là gì? Phân tích lực trước, đúng không? Rồi, cái thanh này nó sẽ có bao nhiêu lực tác dụng lên nó đây? Cái lực đầu tiên mà tác dụng lên nó đó là trọng lực, được không? Rồi, thứ hai, như đã phân tích rồi, đó là lực căng dây. Bài trước mình đã nói nó nhiều rồi hết, cho nên thấy anh chỉ làm nhanh thôi. Lực căng dây. Rồi, thứ ba là phản lực từ tường. Rồi, ok, bây giờ phản lực từ tường này sẽ như thế nào? Bây giờ hỏi chứ, nếu như không có ma sát thì liệu cái thanh này nó có đứng yên được không? Câu trả lời sẽ là gì nhỉ? Câu trả lời sẽ là có thể có hoặc cũng có thể không, đúng không? Tuy nhiên, do là mình chỉ còn có một lực nó thôi tác dụng đến thanh này, đúng không? Cho nên là nếu giả sử như có phản lực thì phản lực này cũng sẽ là lực thứ ba, và thanh này chỉ có ba lực tác dụng nó thôi. Như vậy thì muốn thanh này cân bằng thì chúng ta nhớ điều kiện đó là gì đây? Là ba lực tác dụng lên cùng một vật này nè, nó phải đồng quy, đúng không? Cho nên là chúng ta đã biết được phương của hai lực đầu tiên là P và T rồi. Vậy thì chúng ta biết được cái điểm cắt của nó, đúng không? Là đây. Như vậy bắt buộc rằng là cái lực thứ ba đó là phản lực của chúng ta phải đi qua được điểm đó, được không? Như vậy chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ vẽ được cái lực, cái phản lực đó phải đi qua cái điểm đồng quy. Đây là lực quy, được không nào? Rồi, ok. Và còn lực tác dụng vào dây và lực tác dụng vào tường thì các bạn đã biết rồi nhé. Ở bài trước anh đã nói rồi. Như vậy ở bài này thì mình chỉ phân tích lực đối với thanh thôi, được không? Rồi, phân tích lực. Như vậy có tổng cộng là ba lực tác dụng thanh nhé. Trọng lực P. Rồi, trọng lực căng dây T. Phản lực quy, phản lực trọng lực P là do trái đất gây ra, T này là do dây và quy này là do tường. Rồi, ok. Bây giờ đề hỏi là muốn giữ cái góc theta thì hệ số ma sát phải là bao nhiêu? Bây giờ muốn biết điều này thì chúng ta vẫn phải quay lại câu câu chuyện cũ, đó là câu chuyện môn thở của tĩnh học, là giải cái hệ phương trình. Hệ này gồm gì đây? Điều kiện cân bằng của lực trước là P cộng T cộng Q bằng 0. Thì thứ hai là điều kiện cân bằng moment. Như anh đã nói rồi, khi một vật chỉ có ba lực tác dụng vào nó thôi mà ta đã sử dụng điều kiện moment tương đương với điều kiện đồng quy rồi
thì chúng ta sẽ không cần phải viết lại nó trong cái hệ phương trình nữa, được không? Cho nên ở đây là do anh đã sử dụng điều kiện đồng quy rồi, nên anh sẽ bỏ qua cái điều đó luôn. Rồi, điều kiện cuối cùng của mình là gì? Đó là tan alpha phải lớn hơn hoặc bằng 10. Ok không nào? Giờ alpha đây là gì vậy? Alpha là góc hợp bởi phản lực và pháp tuyến, đúng không? Pháp tuyến đây chính là ai gì? Chính là cái là vuông góc này nè, được không? Nó chính là thành vuông góc tuyến, tức là đây chính là góc alpha. Ok không nào? Rồi. Như vậy thì người ta chỉ hỏi điều kiện của My thôi, đúng không? Như vậy thì điều kiện của My đây sẽ là gì đây? My cảm giác hình như điều kiện ở phía sai sai thì phải. À, để là chắc hình như là My phải lớn hơn chứ nhỉ? Tan alpha F là sao? À, tan alpha bé bằng My chứ. Chính xác rồi. Thì phải là tan alpha bé bằng nguyên, được không nè? Rồi. Như vậy thì chúng ta chỉ cần tìm được tan alpha thôi là xong. Tại vì sao? Nguyên lớn bằng tan alpha rồi, đúng không? Mình tìm tan alpha thôi. Rồi. Nếu như các bạn tinh ý thì các bạn sẽ thấy một điều rất là nhanh chóng luôn, đó là cái hệ này, cái tam giác này nè. Tam giác là một tam giác cân. Tại sao vậy? Tại vì P đó là trung điểm, đúng không? Mà đây nó là phương góc nữa. Nhưng mà chúng mình được tất tam giác cân. Và tam giác cân thì mình sẽ thu được ra sau đây alpha và theta bằng nhau. Như vậy điều kiện của mình sẽ là mi lớn hoặc bằng tan theta. Đáp án ra rất nhanh gọn, đúng không? Rồi, nếu như bạn nào mà muốn tính thêm cái lực quy này nè, hoặc là các bạn muốn tính lực T, thì các bạn chỉ việc là chiếu nó xuống phương phương ngang hoặc phương hướng đứng thôi là được, được không? Bài này thì chiếu xuống phương ngang và phương hướng đứng thì nó sẽ thu được hai hai hướng như sau. Thứ nhất, nếu là chiếu xuống phương ngang, các bạn sẽ thu được là T bằng Q, được không? Rõ ràng hệ này nó đối xứng, bạn thấy rõ ràng là ba lực này thì T nó sẽ nằm giữa, đúng không? Nó chia ra hai bên đây, Q và T nó sẽ đối xứng với nhau. Như vậy T bằng Q là chuyện hiển nhiên. Và các bạn thế vào nữa, các bạn sẽ tìm được là hai cái này nè cùng bằng T, cùng bằng T sin T chia cho sin theta, được không? Và chúng ta chia hai. Rồi, ok, như vậy là bài này có ma sát nhưng nó khá là dễ, đúng không? Bây giờ anh muốn tăng cái độ khó lên một tí, tại vì bài dễ quá. Xóa cái này trước nhé. Cũng cái hình như vậy luôn, nhưng mà bài 27. Bây giờ thì anh lại muốn treo thêm một cái vật nữa ở đầu này, tức là cái dây này nè, nó dài quá luôn, muốn treo thêm một vật nữa, được không nào? Rồi, ok. Vậy thì bây giờ cho rằng cái khối lượng của thanh, được không? Khối lượng của thanh bằng khối lượng của vật treo. Được chưa? Rồi. Vẫn câu hỏi cũ. Tìm điều kiện của My để giữ được thanh nó nằm nghiêng một góc theta so với phương ngang. Rồi, ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phải phân tích lực trước, đúng không? Bài này mà phân tích lực thì chúng ta thấy là sẽ có bao nhiêu lực đây?
sẽ có bao nhiêu vật phải phân tích? Chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 vật. Thứ nhất là cái thanh, đúng không? Cái tường, sợi dây và cái vật nhỏ M ở dưới. Và phân tích thì chúng ta phân tích do ai người làm hết luôn cái dây với cái tường là chúng ta đã qua rồi đó. Tại vì tường là nó sẽ đứng yên tuyệt đối, đúng không? Cộng dây có lượng rất nhẹ cho nên là cái lực của nó có thể bỏ qua hết, được không? Thế nào nó cân bằng thôi. Rồi bây giờ chúng ta chỉ còn có hai vật này thôi. Nhất là mình có trọng lực quang lớn, đúng không? Rồi thằng nhỏ cũng trọng lực giống vậy luôn, tại hai thằng này nó cùng khối lượng mà, đúng chưa? Rồi vật nhỏ này nó có cái gì tác dụng đưa nó đến đây? Có một cái lực căng dây tác dụng nó là, đúng không? Rồi còn còn gì nữa không? Phản lực N, phản lực Q nữa mà, đúng không? Rồi phản lực Q giải sao đây? Có phải là dễ như thế này không? Có phải là tìm điểm cắt này xong rồi vẽ nó tới đây không? Có phải là vẽ quy như bài kia không? Nếu như vẽ quy như bài kia thì cảm giác như là hai bài này nó y chang nhau, đúng không? Sẽ ra cùng kết quả, đúng chưa? Tuy nhiên thực tế cho thấy là chúng ta bạn tưởng tượng đi, các bạn treo một vật càng nặng hơn nữa thì cái thanh này nó càng khó cân bằng hơn, đúng không? Tại vì nó đã bị lôi, nó đã bị lôi, cái thanh nó đã bị lôi xuống nữa rồi, đúng không? Tại vì cái vật này nó làm cái hệ mình nặng hơn, mà nặng hơn thì càng phải có nhiều ma sát thì nó mới có thể giữ cái thanh này không bị rớt xuống, đúng không nào? Như vậy thì rõ ràng một điều là cái quy này nè, nó không thể vẽ như hồi nãy được nữa. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy là P với Q nó đã như P với T đã như vậy rồi thì Q nó phải hướng theo đúng cái chiều để cho đồng quy chứ, đúng không? Mà tại sao không phải, tại sao vẽ như vậy lại sai? Tại vì chúng ta chưa phân tích đủ. Bây giờ tạm thời anh sẽ vẽ lại nhé. Rồi mình hãy chú ý rằng cái vật nhỏ bên dưới nó muốn cân bằng được thì nó phải có lực căng dây nó kéo ngược nó lên, đúng không? Đây anh gọi được căng dây, T phải được chưa? Rồi như vậy thì ở trên cùng một đoạn dây thì lực căng dây tại mọi điểm là như nhau, đúng không? Rồi như vậy thì cái đoạn mà từ đây tới đây là cùng một đoạn dây, như vậy thì ở đây cũng có một cái lực T phải, đúng không? Nó một cái lực như thế phải tác dụng lên cái thanh tại điểm đó, đúng không? Tại vì cái cộng dây nó đang ép cái thanh vào mà, đúng chưa nào? Cho nên là gì đây, cái thanh này xem như là nó chịu tác dụng thêm của một lực nữa, là một cái lực T phải, được chưa? Bằng về độ lớn đó. Theo đúng phải ghi là trừ T phải mới đúng, nhưng mà tại vì anh muốn đưa tất cả các lực vô thanh cho nó đều mang dấu cộng hết, cho nên anh sẽ gọi cái lực tác dụng bên thanh đó là T phải, và cái lực tác dụng bên vật đó là trừ T phải nhé, được chưa? Cho nên thành ra trong bài toán này có bao nhiêu lực tác dụng bên thanh đây, mình có tổng cộng là 4 lực tác dụng bên thanh, được không? Cầm cái lực T phải này nè, nó chính bằng với trọng lực P nếu như các bạn làm cái cân bằng của cái vật nhỏ, được không? Các bạn cân bằng vật nhỏ này thì các bạn sẽ thu được là trọng lực P này nè, nó sẽ có độ lớn bằng với lực T phải, được không? Rồi cho nên ở đây anh xin ghi lại nhé, đó là xét thanh thì thanh này nó có tổng cộng là 4 lực tác dụng lên nó là trọng lực P này, được không? Lực T phẩy nè, T phẩy này có độ lớn chính là P này luôn đó. Được chưa? Rồi lực căng dây T và phản lực Q. Như vậy bây giờ vẽ phản lực Q như thế nào? Câu hỏi bây giờ là vẽ phản lực Q như thế nào? Chúng ta biết rằng là nếu như mà một vật chỉ tác dụng có ba lực thì mới có cái chuyện mà ba lực phải đồng quy, đúng không? Như vậy bây giờ ở đây có 4 lực thì các bạn làm thế nào để các bạn vẽ được các bạn dùng được cái tính chất đồng quy đây? Như vậy thì muốn sử dụng được cái tính chất đó thì các bạn phải bắt buộc đưa ba bốn lực đó về ba lực thôi, được không? Tức là các bạn phải tổng hợp hai lực ở trong đó, và cách tổng hợp tốt nhất ở đây là tổng hợp
hai cái động lực này lại nè. Được không? Rồi bây giờ anh sẽ vẽ là cái hình đó cho nó dễ nhìn hơn một tí nhé. Là xem như ở đây được không, có một cái động lực thuê được chưa. Rồi thì các bạn sẽ tổng hợp hai cái lực này lại. Vậy tổng hợp nó như thế nào? Các bạn đã học cái quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều rồi mà đúng không? Bây giờ ở đây rõ ràng thấy là hai lực này nó bằng nhau rồi đúng không, cho nên là tổng hợp nó lại sẽ ra một cái lực nó nằm ở giữa đúng không, ở ngay trung điểm của hai cái lực, nằm ngay giữa hai cái lực đó, và độ lớn nó sẽ bằng 2P. Được chưa? Cho là bây giờ mình sẽ có một lực là 2P tác dụng lên thanh lực T và Q. Được không? Điểm đặt của 2P bây giờ nằm ở điểm này nhé. Và như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể vẽ được cái giá của 2P rồi mà đúng không? Như vậy bây giờ ở đây mình chỉ có 3 lực thôi. Vậy thì cái chuyện đồng quy là hoàn toàn có thể xảy ra đúng không, chắc chắn phải xảy ra. Thì mình sẽ tìm được cái điểm cắt ở đây và chúng ta vẽ được phản lực. Ok không nào? Rồi khi mà chúng ta đã có phản lực rồi thì sử dụng lại cái điều kiện, sử dụng lại cái điều kiện lúc nãy, cái điều kiện cân bằng. Nhớ là chúng ta luôn luôn phải giải, phải nhớ là tính học thì phải giải một cái hệ ba phương trình nhé, là tổng hợp lực bằng không, được không? Rồi cái hệ phương trình của moment, á, được không? Moment là anh đã thay thế nó bằng hai cái động tác lúc nãy rồi. Động tác thứ nhất là chúng ta sẽ làm gì? Tổng hợp. Tổng hợp T đúng không, và T phải là thành một cái lực là 2P á, được không? Đồng thời anh cũng kết hợp cái gì đây, điều kiện đồng quy, được chưa? Như vậy là cái điều kiện moment lực của mình bây giờ nó trở thành hai cái điều này rồi, tức là chúng ta đã dùng rồi, do đó ở đây anh sẽ không viết lại. Và điều kiện cuối để cân bằng nó là gì đây, tan alpha phải bé hoặc bằng mui đúng không, mui là lúc này, được chưa? Như vậy công việc của chúng ta như lúc nãy thôi, điều kiện cân bằng sẽ là mui lớn bằng tan alpha và chúng ta sẽ đi tìm tan alpha nhé. Ok, bây giờ làm sao để tìm tan alpha đây, tìm thử xem nhé. Ở đây thì mình có tan alpha bằng gì đây nè, tan alpha sẽ bằng cạnh đối đúng không, chia cho cạnh kề này. Bây giờ anh giả sử anh đặt cái chiều dài của thanh là L đi nhé, chiều dài thanh là L. Như vậy thì cái đoạn này nè là L trên 4 đúng không, tại vì cái này là chia đôi thanh rồi nè, trọng tâm chia đôi thanh rồi. Tổng hợp P thì cái đường này nó lại chia đôi một lần nữa, như vậy ở đây sẽ là L trên 4 được không. Như vậy cái cạnh đối này nè sẽ là L trên 4 nhân cho sin theta, được không? Tiếp cạnh kề là cạnh này của mình sẽ là gì đây nhỉ, sẽ là 3 phần 4 của cái thanh đúng không, 3 phần 4 chiều dài thanh, chiều dài thanh là nguyên cái đường từ đây tới đây được không, mà chiều dài thanh của mình thì lại bằng L nhân cho cos theta, được không? Và các bạn tính nó ra các bạn sẽ được là 1 phần 3 tan theta. Ok không? Như vậy điều kiện cân bằng của mình sẽ là gì? Là mu phải lớn bằng 1 phần 3 tan theta. Được không nào? Rồi,
Bây giờ thử thách cho các bạn. Hồi nãy là mình đã cho là cái vật nhỏ đó có khối lượng bằng với cái thanh rồi đúng không? Bây giờ một trường hợp tổng quát hơn nhé. Các bạn hãy giải, tự giải nhé. Cái này sẽ như cái bài tập nhỏ cho các bạn. Đó là xét trường hợp. Cái vật nhỏ m của vật bằng eta lần của thành. Cái hiệu này đọc là eta nha. Eta. Thực ra nếu các bạn thấy ghi nó khó quá thì các bạn ghi thành đi n được không sao chứ. N lần m của thành. Được không? Anh thích ghi eta tại chữ đó đẹp, không có gì chứ. Rồi. Ok. Như vậy thì bài này anh vừa giải cho các bạn xong theo cái kiểu đó là dùng tổng hợp lực và dùng lực đồng quy. Rồi, bây giờ do là cái điều kiện cân bằng, cái điều kiện cân bằng moment đó là mình chưa xài bao giờ hết, cho nên là nhân cái bài này nó có bốn lực thì anh sẽ thử giải cho các bạn xem cái cách mà dùng moment luôn nhé. Thật ra ngày xưa thì anh dùng moment nhiều hơn, nhưng mà do bây giờ bắt đầu suy nghĩ lại thì thấy là dùng moment thì nó giải ra nhanh, nhưng mà cái tính chất vật lý của nó mình sẽ không thấy rõ. Cụ thể hơn là ra bài sau khi anh nói về nón ma sát thì các bạn sẽ hiểu là tại sao mà anh lại thích dùng cái điều kiện cân, cái điều kiện ba lực đồng quy và cái điều kiện tăng alpha bé hơn bằng nguy. Rồi bây giờ anh sẽ giải lại bằng cách là dùng moment, không có dùng cái đồng quy nữa. Cái cách này á, thì nó được ở một chỗ là các bạn sẽ không cần phải xác định cái phương của lực quy này, của phản lực quy này, tại vì anh đã nói rồi là cái điều kiện mà các lực đồng quy á, là nó thay thế cho moment. Nếu như các bạn đã dùng moment rồi thì các bạn sẽ không cần phải vẽ nó đồng quy nữa, được không nào? Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ viết lại cái hệ phương trình cần giải. Thứ nhất là quy cộng t cộng với chắc phải đặt p phẩy đi, tại hai cái lực p này khác nhau nhé. Cái bài kia thì mình viết giống nhau mình còn làm được, chứ bài này thì nó sẽ hơi thì không sao, hai p cũng được mà đúng không? Nhưng mà lát mình viết moment thì sẽ hơi khó. P phẩy đi. Rồi, tiếp theo là gì đây? Tổng moment lực. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cái moment lực, chúng ta sẽ chọn cái trục quay nhé. Thông thường á, mình sẽ chọn cái trục quay làm sao mà cho nó dễ nhất có thể. Dễ nhất có thể tức là sao? Là chúng ta dễ dàng trong cái việc mà loại bỏ những cái biến không cần thiết. Ví dụ như bài này, P và P phẩy mình đã biết rồi, cho nên là trong phương trình moment mình đừng có loại nó đi. Trong khi quy và t chưa biết thì mình tìm cách mình loại là tốt nhất, được không nào? Và cách tốt nhất mà các bạn nên làm đó là các bạn hãy chọn cái trục quay nó đi qua đây hoặc đi qua cái chỗ này, được không? Rồi như bài này mình nên chọn ở đâu cho dễ? Khi mà các bạn chọn trục quay ở chỗ này chẳng hạn đi, thì các bạn sẽ loại được moment của ai? Các bạn sẽ loại được moment của lực căng dây t và t phẩy, tại vì hai cái lực đó nó đi qua điểm đó rồi, nó sẽ không gây moment, được không? Rồi, nếu các bạn có chọn quay tại đây thì các bạn sẽ loại bỏ được thằng quy. Đúng không nào? Loại bỏ được thằng quy. Rồi. Như vậy trong bài này thì mình sẽ làm gì đây? Mình sẽ chọn ở đâu cho dễ nha. Theo anh là chọn ở thằng quy đi. Tại vì sao? Tại vì nếu mà các bạn chọn ở đây, chọn ở chỗ T ấy, thì lát tính moment của thằng quy sẽ rất là khó. Các bạn phải vẽ thêm cái nhưng mà các bạn phải vẽ thêm đường để tính cái khoảng cách nữa. Cánh tay đòn á. Tuy nhiên nếu các bạn chọn ở đây thì bù lại cánh tay đòn của thằng T nó sẽ dễ. Đây là cánh tay đòn. Được không? Nó dễ hơn rất nhiều. Rồi.
Vậy thì bây giờ anh sẽ chọn trục quay tại đây nhé, tức là moment của Q đối với A cộng moment của P đối với A cộng moment của T phẩy đối với A cộng moment của T đối với A bằng không, được không nào? Và cuối cùng là điều kiện cân bằng. Điều kiện cân bằng của mình ra đây sẽ là gì? Là F ma sát bé mặt bằng nguyên nhân n. F ma sát ở đây là đây, ma sát đây là n, được chưa? F ma sát và n, hoặc là các bạn vẫn có thể dùng điều kiện cũ đó là nguyên lớp bằng tăng alpha, tùy các bạn thôi nhé. Rồi ok. Vì bây giờ do là mình đã sử dụng cái điều kiện mà F ma sát bé bằng mi n rồi thì chúng ta sẽ phân tích cái lực quy đó đó thành F và n luôn. Rồi còn và đây là cái mà trong trường chúng ta thường hay làm, đó là chỉ làm việc với F ma sát và phản lực pháp tuyến n thôi mà chúng ta không làm việc với quy. Anh sẽ viết lại F ma sát moment là moment của ai đây? Moment của tất cả các lực đó luôn đúng không? Nhưng mà bây giờ là mình biết là moment của quy là bỏ rồi đó, đúng chưa? Mình chỉ còn moment của T thôi. T đối với A. Chúng ta giải như thế nào cho nhanh. Bây giờ chúng ta có ba phương trình rồi thì chúng ta sẽ giải cái phương trình thứ hai là dễ nhất nè. Tại vì sao? Phương trình thứ hai mình đã có p với p phẩy rồi, các bạn chỉ cần các bạn giải cái đó các bạn tìm được t liền đúng không? Có t các bạn thế lên các bạn sẽ tìm được fn, được không nào? Rồi thế lên một sẽ được t fn và thế xuống ba các bạn sẽ được điều kiện. Bây giờ chúng ta sẽ giải hai trước nhé. Bài số 2 thì chúng ta sẽ dùng điều kiện cân bằng moment là tổng moment lực làm cho vật quay sang trái theo chiều kim đồng hồ sẽ bằng tổng moment lực làm cho vật quay ngược chiều kim đồng hồ. Như vậy thì nhìn nhìn vào trục quay này, trục quay lại A. Bây giờ ma sát Q với N bỏ qua đi, nó ngay tại đó rồi, nó không có moment đâu, chúng ta chỉ còn moment của T, T và P phẩy thôi. Bây giờ chúng ta xem nhé, lực căng dây T nó sẽ làm cho vật quay đi đâu? Giả sử rằng các bạn có một cái trục quay được không, gắn một cái thanh vô và bạn có một cái lực nó kéo theo cái chiều này đúng không, mình xét riêng được căng dây đó nha, nó kéo theo chiều đó. Như vậy có phải là nó sẽ làm cho cái thanh này quay ngược chiều đồng hồ đúng không? Tức là lực căng dây làm cho cái vật này, cái thanh này nè, quay ngược chiều đồng hồ, trong khi hai cái lực còn lại là lực hai cái lực T kia được không, hai lực nó đều kéo xuống hết, tức là nó sẽ làm cho thanh này nè quay cùng chiều kim đồng hồ. Như vậy nếu mà viết ra thì moment của T nó sẽ cân bằng với moment của hai cái trọng lực P đúng không? Tức là nếu viết ra sẽ là thế này, moment của T tính như thế nào đây? T nhân cho cánh tay đòn, cánh tay đòn là cái đoạn này được không? Nhớ là cánh tay đòn là gì? Cánh tay đòn là cái đường vuông góc kẻ từ trục quay được không tới giá của lực đó. Đây là lực T đúng không? Giá của lực đó chính là cái đường này, được không? Cái vuông góc thì đây chính là cánh tay đòn. Cánh tay đòn này anh sẽ tính nó bằng L nhân cho sin anh sin theta, được không? L này là gì? L là chiều dài, chiều dài của thanh, được không? Rồi yên tâm, lát nó sẽ mất thôi, được không? Cứ đặt vô đi lát lát. Nếu nếu như một đại lượng nào nó thực sự không liên quan tới bài toán, không liên quan tới hệ, thì nó không phải không liên quan tới hệ mà là không liên quan tới kết quả mình cần đạt tới, thì tự động tới kết quả nó sẽ biến mất, được không? Không cần phải quá lo, cứ đặt thêm vô đi lát nó sẽ mất thôi. Rồi bây giờ tới moment của lực P này, moment của lực P đó tính như thế nào đây? Đó chính là P nhân cho cái tay đòn của mình sẽ là đoạn
Đây là giá của lần này đúng không? Phải tính tổng hợp sẽ là L chia 2. Được chưa? Tiếp moment của P phẩy là P phẩy nhân cho từ đây tới đây. Được không? Là L. Các bạn có thể cộng lại thì nó ra sẽ là 3 P trên 2 nhân L. Tại vì P bằng P phẩy mà, được không? Từ đó suy ra được căn dây T bằng 3 P trên 2 sin theta. Được không nào? Rồi. Như vậy chúng ta đã xong phương trình số 2. Các bạn lên phương trình số 1 để các bạn tìm F và N. Rồi, tìm như thế nào? Thì chúng ta chiếu xuống hai phương thôi đúng không? 1. Rồi, bây giờ quay lại nhé. Bây giờ nên nhớ chúng ta ở đây chúng ta có tổng cộng là 5 lực lẫn nha. Lực ma sát nè. Được không? Tạo lực N nè, P, P phẩy và T. Được chưa? Bây giờ chiếu tất cả các lực này theo phương hướng đứng. Anh sẽ chọn chiều dương xuống nha. Vậy chiều dương xuống thì mình sẽ có gì đây? F ma sát, nhìn F ma sát phía ngay chiếu hàng này nha, F ma sát chiếu siêu phương hướng đứng nó ngược chiều dương đúng không? Trừ F ma sát. Rồi, cộng N không có nằm trên phương hướng đứng, bỏ qua đi nó ra không. Tiếp, trọng lực P với P phải hai hàng này cùng chiều dương. Được không? 2P luôn. Tiếp cộng cho lực căng dây T. Lực căng dây T này phải chiếu xuống hướng đứng thôi. Chiếu xuống ra hai hàng này. T này chính là gì đây? T sin theta. Được không? Như thế này là trừ T sin theta tại vì nó ngược chiều dương mình đã chọn. Bằng không. Được chưa? Tiếp theo phương ngang. Theo phương ngang chiếu F ma sát xuống trước ra không. Cộng chiếu N xuống. N của mình nó chiều dương mình chọn qua phải đi nhé. Thì N xuất cùng chiều dương. Rồi, cộng không có lực P nào hết đúng không? Tiếp cộng bây giờ T. T chiếu phương ngang thì sẽ ngược chiều dương. Trừ T cos theta. Được chưa? Bằng không. Như vậy từ đây các bạn sẽ giải được N và F ma sát đúng không? Rồi, ở đây em sẽ giải N là bằng T nhân cho cos theta. T nhân cos theta, T thế trên xuống nữa mình sẽ được là 2P, 3P chứ. 3P trên 2. Cos chia sin thì anh đi gì? Tăng theta đi. Được không? Rồi, các bạn ráp lên trên các bạn tìm được là F ma sát sẽ bằng F ma sát sẽ bằng gì đây? Sẽ bằng 2P đúng không? Trừ cho T sin. T nhân sin thì nó sẽ bằng 3P chia 2. Vậy nó sẽ bằng là 1 phần 2P. Đúng chưa? Rồi như vậy. Từ phương trình 1 các bạn tìm được F ma sát và N. Các bạn thế xuống phương trình 3. Vào 3 thì mình sẽ thu được là gì đây? F ma sát là 1 phần 2P. Được không? Bé hoặc bằng 3 phần đâu, ở đâu rồi ta? Bé bằng nguyên nhân N. Nguyên. Rồi N là 3P trên 2 tan theta. Được chưa? Thì các bạn chuyển với các bạn thu được là nguyên lớp bằng 1 phần 3 tan theta. Rồi ok, nó cũng chính là điều gì lúc nãy mà chúng ta đã giải ra. Được không nào? Rồi ok. Vậy đây là một cái ví dụ nữa mà chúng ta có thể giải được bằng nhiều cách. Được không? Và thông thường thì ngày xưa thì anh thích giải cách này. Tại vì nó chỉ có toán thôi, nó có số đó làm vụt là ra. Tuy nhiên thì nếu như các bạn muốn hiểu hơn về vấn đề, các bạn muốn giải được những bài khó hơn hoặc các bạn có thể muốn có một cái nhìn tổng quan hơn thì anh nghĩ là các bạn nên giải theo cách kia. Được không? Cách kia thì nó sẽ cho các bạn trực quan hơn. Cụ thể như để biết được cách kia nó lợi hại tới mức nào thì qua cái phần tiếp theo đi. Anh nói về nón ma sát các bạn sẽ hiểu nhé. Vì ở đây ngoài cái bài hồi nãy ra thì anh sẽ để cho các bạn một số bài để các bạn làm thử ở nhà nhé.
Những bài này thì coi như bài tập về nhà thôi, không phải là về nhà nữa, tại vì cũng có học trên lớp tôi mới gọi là về nhà. Ừ. Bài tập tự học. Lần một. Bài 1 thì anh sẽ dùng cái bài này. Một cái thanh tựa vào tường. Vì cái thanh ở đây nó chỗ này nó sẽ không ma sát. Được không? Rồi, các bạn hãy tìm hệ số mặt đất ở đây, tìm nguyên, được không? Tìm hệ số ma sát ở cái chỗ tiếp xúc giữa cái thanh với cái sàn này nè, sao cho có thể giữ được cái thanh ở cái góc beta. Ok không? Rồi, tiếp. Bài số 2. Bài số 2 thì cũng giống vậy luôn nhưng mà cái hình nó sẽ khác một tí. Là bây giờ không cần cái nữa. Treo thanh thẳng đứng không nhỉ? Ừ, treo nghiêng tí đi. Cái thanh cái sợi dây này sẽ hợp với trần nhà một góc alpha đã biết nhé. Rồi giả sử là cái chiều dài cái chiều dài sợi dây này thay đổi tùy ý. Được không? Các bạn hãy tìm điều kiện của hệ số ma sát này. Tìm nguyên. Để cái thanh này nó có thể giữ yên được, nó có thể cân bằng được. Được không? Thật ra là anh cũng mới vừa nghĩ ra thôi. Nhưng mà nếu như các bạn làm bài mà có thấy khó khăn nhất thì các bạn có thể cho cái này là chiều dài hai này anh lỡ hết đi, được không, cho nó bằng nhau để giải thử xem nó có ra không, được chưa? Rồi, số 3. Bài số 3 thì anh nghĩ là một cái bài nó có thể là không liên quan một tí. Các bạn có thể xem phim á, có như ví dụ có hai vách tường, thường có những người rất là giỏi, họ mạnh và họ nhanh nhạy, thì họ có thể đẩy hai tay ép vào vách tường, đẩy hai chân cũng ép vào vách tường, được không, áp sát cho luôn, được chưa? Và khi đó thì họ có thể cân bằng được giữa hai cái vách tường đó. Được chưa? Tức là giả sử dưới đây nó có một cái, ở đây nó có cái con gì đó đi đó, dưới đây rất là một có gì đó nguy hiểm. Thì thật sự không đúng. Đơn giản thì nó là một cái dấu chấm hỏi thật là bừa đó, một cái gì đó nguy hiểm dưới đây, được không, và người này bắt buộc là phải giữ được cân bằng, giữ được thăng bằng không bị rớt xuống, được không, thì người này phải bám chặt hai tay hai chân vào cái hai cái thành hai bên, được không? Như vậy hỏi ở đây đặt ra là, câu hỏi đặt ra đây là lực nào giúp cho người này không bị rớt xuống? Được chưa? Rồi, thứ hai.
Các bạn hãy ước tính xem, bây giờ nếu nếu người này nặng nếu người này nặng một người cỡ trong phim một người mà khỏe khỏe thì chắc cỡ 7 nam vậy, chắc cỡ 70 kg, 70 70 80 kg. Ok cho nó đẹp đẹp thì 80 kg đi. Nếu người này 80 kg. Được không? Các bạn lấy G 10 đi. Rồi. Và cái hệ số ma sát ở đây. Mui. Có mui nhé. Hệ số ma sát này là hơi nhám một tí thì 0,5. Thôi, không. Các bạn hãy tính lực nén, là lực ép của cánh tay. Vào thành hai cái thành hai bên đó, được không? Theo nguyên được chưa? Tức là các bạn phải viết ra cái hàm của cái lực mà cái tay ép vào tường, được không? Đè chặt vào tường theo cái biến nguy, được chưa? Rồi thì có vẻ là cái này nó các bạn sẽ biết kết quả cuối cùng là nó phải thỏa mãn điều gì, là khi mà nguy càng tăng thì lực này phải giảm, đúng không? Tức là mối quan hệ đây phải là nghịch biến, đúng không? Có thấy là nếu mà cái tường mà nó rất nhám thì các bạn đỡ phải bám vào đó, nhưng mà nếu mà cái tường nó quá trơn trượt, cực kỳ trơn luôn thì các bạn thấy là à đè mạnh tới mức nào nó cũng bị rớt xuống hết đó, đúng không? Tức là phải đè một cái mạnh cái lực cực kỳ mạnh thì mới giữ được mình, mà con người không thể tạo được được cái lực đó nếu như cái mi nó quá nhỏ, được chưa? Rồi ok. Qua tiếp theo nữa cũng có lẽ là đơn giản vì là cái trình độ các bạn là mới tiếp cận thôi, cho nên là anh sẽ cho những bài khá đơn giản thôi, nhưng mà các bạn hãy quan trọng ở việc là phân tích lực, được không? Và giải một bài toán theo đúng cái trình tự của nó. Rồi bài này là bài đa vật luôn nhé. Rồi hai cái vật vuông, hai cái vật hình vuông nó nằm hai bên. Rồi ở trên ở hình vuông hai vuông này có đặt một cái quả cầu. Có đặt một quả cầu, được không? Hai hình vuông này giống nhau nhé. Hai vuông này giống nhau, đặt một quả cầu ở đó. Sao cho cái góc ở đây nè là anh cho nó alpha đi, được không? Anh cho alpha. Rồi ba cái vật này nó cùng có lượng hết, tức là m của quả cầu nó bằng với m của này luôn đi, là cho nó bằng m được chưa? Rồi ở cái ma sát giữa cái quả cầu á với hình vuông á thì không có. Rồi, tức là hai ở như chỗ này không có ma sát, được chưa? Chỉ có ma sát giữa cái hình vuông với mặt đất thôi, được chưa? Là bằng k đi, đặt nó là mu đi, được chưa? Rồi tìm mu để giữ cái quả cầu đó ở góc bên phải. Tại vì sao? Các bạn tưởng tượng là nếu như mà cái quả cầu này nó mà nó rớt xuống quá đó thì có xu hướng là nó sẽ đẩy hai cái hai cái hình vuông này sang hai bên, đúng không? Nếu như mà hai cái góc theta nhỏ thành như thế này nè, được không? Đó thì quả cầu này nó sẽ đẩy hai cái hai cái hình lập phương này sang phải, rất là khó, được không? Tuy nhiên nếu mà càng ngày mà càng rộng ra thì mình sẽ thấy là nó sẽ đẩy dễ hơn, đúng không? Rồi vậy thì các bạn hãy tìm cái ma sát giữa hình vuông và mặt sàn sao cho giữ được góc alpha ở chỗ đó. Hai ma sát bằng nhau nhé, hai bên này bằng nhau nha các bạn. Rồi nếu thích thì các bạn hãy cho ma sát hai bên khác nhau, được không? Mà cái việc mà cho hai bên khác nhau á thì bữa sau mình thì cái bài sau mình sẽ nói tới, không biết bữa sau có nói tới không ta, nhưng mà bài bữa sau sẽ là có.
hai ma sát. Thật ra bài này chúng ta thấy là nó có ba vật đúng không, nhưng thật ra bài đây là chỉ một bài toán có hai vật thôi, và thật ra chỉ có ma sát của một bên thôi à. Tại vì bài này hay gợi ý là gì đây, nhìn cái tính đối xứng. Các bạn dựa vào tính đối xứng các bạn sẽ làm bài này rất là nhanh được không? Rồi ok.